Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nét bài tập trang số 68 sách giáo khoa lớp 1 môn toán tập 2 quyển kết nối nhé. Bài tập chúng ta yêu cầu điều gì đây? Các bạn sẽ cùng nhau nhìn lên phần sách giáo khoa. Một đặt tính rồi tính. Vậy là chúng ta sẽ phải là tính 1, 2, 3, 4 phép tính này nhé. Đầu tiên, phép tính thứ nhất, 31 cộng 7. 1 cộng 7 sẽ bằng 8, kết quả bằng 38. 23 cộng 6, 4. Tiếp theo chúng ta sẽ có 87. 86 trừ 15. Kết quả ra 71. Và cuối cùng 95 trừ 3. Kết quả ra 92 các bạn nhé. Tiếp theo sang bài tập số 2 này. Phần đầu tiên là phần tóm tắt trước nhá. Trong 2 ngày chàng sĩ uống hết 49 bầu nước. Ngày thứ nhất chàng sĩ uống được 25 bầu nước. Hỏi ngày thứ hai chàng sĩ uống hết được bao nhiêu bầu nước? Mình phải tóm tắt trước nhé các bạn nhé. Hai ngày. Bốn mươi chín bầu đúng không nào? Ngày một là uống được 25 bầu. Ngày hai chấm 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 bầu. Để giải được bài toán này, các bạn sẽ phải làm phép tính gì? Phép trừ đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ ghi bài giải nhé. Rồi, các bạn sẽ trả lời cho mình câu hỏi. Ngày thứ hai chàng sĩ uống hết số bầu nước là. Và làm phép tính 49 trừ đi 25. Kết quả sẽ là 24. Và chúng mình sẽ phải ghi đáp số 24 bầu. Các bạn nhớ nhá, chúng mình phải ghi phần lời giải nhau, nhưng mà vì hết giấy rồi nên là mình sẽ chấm vào đây thôi. Thời lượng của kênh cũng hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nhé. Đừng quên là like và subscribe cho kênh của mình nha. Tạm biệt.